xem cái con trống, con trống của cái mã 107 này. Con này là đeo bên phải đeo cái vòng trắng và bên trái đeo cái vòng tím. Về cơ bản là dòng này chim đã thuộc chim rồi. Đó, con này là tách lồng ra là bảo được. Nhưng mà em đang vào về con mái này. Cái con mái này rất tiếc con lại chưa đẻ. Em thả thử con mái lạ vào thì anh ta rất là hăng. Đấy. Thì con này thì âm của nó là bám và nó là độ thuần cao. Đấy, dí ở mặt nó chả thèm thái độ gì cả. Đấy. Thì con này thì em báo giá công khai trên kênh YouTube là 2,5 triệu nha các bác nhé. Con này là chim nuôi thuần người. Đấy, tách lồng ra là bảo được. Còn nếu mà anh em mà ghép mái thì là ok. Đó, ghép mái thì quá ok luôn. Không bao giờ phải lo là nó không ấy cả. Chim là quả đỏ. Đấy, quả đỏ. Đấy, quả đỏ. Đấy. Một cái vòng trắng bên chân phải và một vòng tím ở chân trái. Các bác cũng vừa nghe thấy nó gù như thế nào rồi. Đó là hôm nay cũng là ngày 27 tháng 9 năm 2023 lúc 8 giờ tối, lúc 20 giờ tối. Các bác nhá, báo giá công khai, đúng giọng đúng chim, uy tín, chim cũng gầy hay. Tối nào cũng lên video tương tác trực tiếp với khách hàng. Đấy. Có nào đáng thế.